Hôm nay kiểu team mình cũng rảnh mà đâm ra là mấy anh em là giấu hết thính vào trong này. U rồi, bao nhiêu thính này. Cẩn thận thính nó rơi vào đầu anh thì vãi cả trưởng nhá. Ui rồi, để. À, không sao anh em ạ, tí nữa tôi toang. Ui rồi, thính này, tha hồ cho anh em lút đồ nhá. Ơ, cái mẹ gì vậy, thằng nào đấy? Thằng nào cầm phóng lựu đây? Vãi cả trưởng. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với sốc ác chính thức của Sĩ Kẹo. Sốc sĩ kẹo.vn. Uy tín, chất lượng, nhanh chóng. Thử vận may Free Fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Hello, chào mọi người, thì mình là Sĩ Kẹo đây. Ngày hôm nay thì mình có một cái thí nghiệm khá là vui ở trong cái video này. Đấy là mình đã gọi tất cả anh em trong quân đoàn, nhưng mà thật ra chỉ có 10 bạn tham gia. Các bạn thì mọi người cũng hơi bận. Thế nên là hôm nay chúng ta có một cái thí nghiệm khá là vui. Đấy là mình sẽ giấu thính các bạn. Các bạn thấy cái bể nước này không ạ? Ok. Ở cái khu vực nhà máy điện thì nó có hai cái bể nước. Mình thì mình sẽ gọi anh em là ném hết thính. Chính xác hơn là ném hết drone thính vào trong một cái bể nước anh em ạ. Đấy. Thật ra thì cái bể này có bao giờ có nước đâu. Ok nha. Anh em đang chơi với nhau rất là vui vẻ. Ui cái đấy vui vẻ quần què, thằng méo này tự nhiên nó đâm tôi câu ạ. Chán thế, kích khỏi quân đoàn bây giờ nhá. Dám trêu đùa với chủ quân đoàn à? Rồi nhá, mình lên trên này cái. Hiện tại thì tất cả anh em trong quân đoàn của Sĩ Kẹo thì chúng mình đang chờ đợi đấy là drone thính có thể sử dụng. Các bạn thì anh em cũng có biết được rồi là khi mà anh em mang drone thính vào trong trận đấu thì các bạn sẽ phải chờ một cái khoảng thời gian ấy. Ui cái gì đây? What the? Mà trời ơi, ông nào đây? Sao lại cái bíp gì đấy? Ui rồi ôi, thế là có một ông bị độn thổ rồi. Cơ bản là mấy ông kia chơi lầy quá. Mình để là không giới hạn đạn, đâm ra là anh em dùng bom keo thoải mái. Thế là các ông lại chôn ông nào chui mẹ xuống lòng đất rồi. Nghĩ nó chán anh em ạ. Chán thế nhở. Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu. Vâng, thì hiện tại trong cái Free Fire có cái sự kiện là lập tổ đội tô màu, nhận nón lá. Mình là streamer nên là đã được tặng trước để review trải nghiệm cho anh em. Thế thì bây giờ chúng ta đến với phần review sự kiện nhé. Yo anh em, hiện tại thì game Free Fire có sự kiện đấy là khi mà toàn server tập hợp đủ 304.000 tổ đội thì sẽ có quà tặng cho toàn server, đó là nón lá Việt Nam nha mọi người. Để nhận được màu trong sự kiện thì các bạn sẽ làm những cái nhiệm vụ như là đăng nhập này, chơi đủ phút này, đạt top 3 này, hay là diệt mạng thì các bạn sẽ đều nhận thêm những cái màu. Các bạn nhấn vào copy để sao chép link, sau đó thì gửi tin nhắn đến những người bạn của mình kêu gọi mọi người vào tổ đội tô màu nha. Tối đa 4 thành viên trong một tổ đội tô màu. Với những cái bút màu thì các bạn sẽ tham gia sự kiện và nhận được bộ trang phục bóng nước cho nữ rất là đáng yêu. Ở đây thì sẽ là phần thưởng khi mà toàn server tập hợp đủ tổ đội tô màu. Đó, một cái nón lá Việt Nam rất là đẹp luôn anh em ạ. Các bạn thấy xịn xò không ạ? Và đây còn lại sẽ là phần thưởng khi mà các bạn tham gia sự kiện, đó là tô màu nhận bộ trang phục bóng nước nha. Đẹp không? Ui, trông rất là xinh xắn, đáng yêu nhá. Vậy thì anh em còn chần chừ gì nữa? Hãy tham gia cùng Kẹo lập tổ đội tô màu nhé. Đây câu ạ, thì sau một cái quãng thời gian dài chờ đợi thì một số anh em đã có thể sử dụng drone thính, nhưng mà bọn mình đợi nhau mọi người. Đợi nhau để sử dụng cái drone thính ấy, đấy để cho nó rơi kịp lúc cho nó thú vị. Vâng. Mình đã cố ý đấy là mình để máu là 500 anh em. Nên là thật ra là với cái bo đầu tiên là chúng ta không lo là bo nó rút máu quá đau. Đấy. Thế anh em sử dụng được hết chưa? Cái thằng nào kia? Mẹ lên đây đi, làm sao cứ đi xe ở dưới thế anh em. Đã bảo là... Còn cái thằng này nữa, bắn quân que, để yên nào, yên tĩnh nào. Thế làm sao hả? Bọn kia, thằng kia. Và ai cả trưởng, mẹ cái ông hết trò đấy à? Lại thi nhau lái xe máy à? Này, nhá. Nói câu cuối nhá. Cái thằng đi xe kia, bây giờ, mày có xuống xe không? Không xuống xe bắn nổ xe bây giờ. Tôi bây giờ thấy bất lực rồi công ạ. Mà nước đổ đầu vịt lại được mấy thằng kiểu bắn đinh tai tinh nữa. Này trật tự hộ cái mấy đứa ơi. Vãi cả trưởng. Anh bảo mấy đứa vào đây để gây sự đấy à? Ui dồi ôi. Cái gì đây? Có cái thằng kia. Hả? Mày có thích lái xe không? Đúng rồi. Lái xe nữa, bắn nát cả người lẫn xe bây giờ. Vâng, hiện tại cái bíp. Tôi lỡ nhảy xuống anh em. Thế là tôi lại phải nhảy lên. Ấy đừng bắn, tôi sợ anh em bắn vào tôi đấy.
Vâng, hiện tại thì ở đây tất cả anh em mới đã tụ hợp đông đủ tại đây. Với các bạn là chúng mình là chờ Ron Thính là có thể sử dụng cùng lúc mọi người ạ. Đó, bởi vì là phòng này nó đông người chơi ấy, đâm ra là cái thời lượng xài Ron Thính của mỗi người nó khác nhau. Ui rồi, công ạ, ở trên này này. Bo nó thu lại rồi, đâm ra là anh em cứ kiểu giật như kiểu mấy thằng thiểu năng anh em ạ, kiểu đấy. Công thấy không ạ? Ui rồi, mỗi lần kiểu bon giết cái anh em giật phát. Đây bây giờ tôi bảo anh em nhá, là những ai mà xài được Ron Thính rồi ấy thì đợi anh em đấy, tí chúng ta cùng ném cái mịp mẹ. Thằng nào đã ném trước rồi, thằng quần que này phá hỏng hết cả đội hình vãi cả trưởng nhờ. Anh em thì đa số là các bạn vẫn chưa xài được, ngoại trừ cái thằng dở hơi kia, nó xuống đấy nó lại còn đứng nhảy nữa. Ok, mà anh em hết trò. Thế là anh em đã xài được Ron Thính gần xong hết chưa, để chuẩn bị ném này. Anh em từ từ nhá, phá cái bong keo kia đã, bắn cẩn thận nhá, không vào người nhau. Đó, thằng nào đã gọi Thính trước ấy chán hết, ném nào anh em. Ok, đấy, chúng ta phải ném là nó phải đoàn kết như thế này, chứ không phải là cái thằng dở hơi ném trước nha anh em. Rồi nhá. Thế là còn anh em nào mà xài được Ron Thính vứt hết đi. Ui dồi, lâu thế. Ok các bạn ạ, bo cắt máu thì nó cũng khá là thốn đấy. Ui dồi, đấy còn một mớ Thính trên trời này. Ui dồi ôi, hóng thôi anh em ơi. Hôm nay kiểu team mình cũng rảnh mà, đâm ra là mấy anh em là giấu hết Thính vào trong này. Ui dồi. U rồi, bao nhiêu Thính này. Còn không đấy? Thế là còn không? Tôi nhớ là chưa đủ mà ta. Mẹ thằng nào ném lựu đây, đã bảo rồi. Mẹ cơ ông chơi gì mà kiểu mất đoàn kết thế này, lại còn mấy thẳng dựng mông kèo nữa, chán vai cả trưởng ra. Mấy rồi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thế là mới có 9 Thính à? Thế còn thằng nào chưa ném đi, để giành à? Đâu rồi? Có 10 anh em trong này cơ mà. Thằng nào chưa ném thì ném đi. Cẩn thận Thính rơi vào đầu anh thì vãi cả trưởng nhá. Ui dồi, để. À, không sao anh em ạ, tí nữa tôi toàn. Ui dồi, Thính này, tha hồ cho anh em lút đồ nhá. Ơ, cái mịa gì vậy, thằng nào đấy? Thằng nào cầm phóng lựu đây? Vãi cả trưởng. Tôi mà phát hiện ra thằng nào tí kích khỏi quân đoàn anh em. Ai lại chơi anh em thế này? Được rồi nha, quần máu cái anh em ạ. Ok, ui dồi, bữa tiệc Thính anh em. Các bạn thấy không ạ? Này, bo thu xa lắm rồi nhá, anh em mới tranh thủ chạy vào bo đi này. Ui dồi ôi, cũng may là tôi cài đặt cho anh em 500 máu, thế nên là bây giờ chạy bo nó cũng đơn giản thôi. Nhưng mà thật ra là vào bo xa phết. Nếu mà anh em kiếm xe được thì vào bo nó nhanh này. Ui dồi, á, à, trước mặt có xe kìa. Bạn nào đấy cho mình đi với. Đứa nào đấy, cho mình đi với nào. Ui đây, ui dồi. Thank you. Ui dồi ôi, bạn kia bạn ấy tốt bụng anh em ạ. Nhường xe cho tôi lại Tây Dũng này. Cái thằng mặc bộ trang phục kiểu lôi nhện này tôi lạ gì đâu. Thằng Tây Dũng anh em ạ. Rồi nhá, nhanh bạn ơi. Ui dồi, sao Tây Dũng nó bảo nó đang yếu máu anh em ạ. Ui, thế thì Dũng toang rồi, tôi còn nhiều máu lắm. Ui dồi ôi, Dũng ơi là Dũng. Yes, chúng ta vẫn vào được đến đây này. Ui dồi. Ôi dồi ôi, người anh em Dũng của tôi toang rồi. Không sao, máu mình nhiều mà, nên là cứ thoải mái thôi anh em. Ngoài ra thì mình có xài nhân vật Alok nữa, lo gì. Ui, anh em này, các bạn thấy không ạ? Tầm này là chỉ còn lại có 3 người chơi đấy. Tôi với lại 2 ông nào nữa. Thế là anh em vào bo chưa? Tôi ở đây tôi đợi anh em nhá. Tôi chả có túi máu nào đâu. Tôi đây tôi đợi anh em thôi mà. Anh em đâu rồi nhỉ? Ơ sợ không thấy nhỉ? Thế là mọi người đã vào bo chưa? Còn 2 đứa này. Ui, nói mọi người hơi nhiều. Nhưng mà còn 2 đứa thôi. Này, đợi xem nào, hai thanh niên kia vào bo chưa nhỉ? Tại thấy nhiều bạn chạy bộ phết mà. Ui dồi ôi, vãi cả trưởng. Bây giờ mình ra tới đây này. Đấy, anh em thấy không ạ? Ok, thế còn một thằng nữa đâu nhỉ? Rõ ràng là phải còn 3 người mà, thế còn một thằng nữa nó trốn đâu rồi? Ở đây là tôi mới thấy một bạn thôi. Nói chung là bây giờ anh em chạy hết vào cái trung tâm của vòng bo đi này. Đấy, nó phải đoàn kết chứ. Đây có mỗi tôi với bạn nào chạy, còn cái thằng lạc loài kia nó vẫn đang ở đâu đấy. Thật sự là tôi cũng chả biết là nó đang ở đâu ấy. Có Thính này. Ra xem Thính nó có gì không anh em nhỉ. Có phóng lựu thì hay. Tí nữa để làm gì tôi sẽ nói. À không sao, không có phóng lựu nhưng mà chúng ta cũng có pháo cầm tay. Như vậy là cuối cùng cũng đã gọi là tụ hợp đầy đủ 3 anh em rồi. Này mấy đứa,
anh có một trò này khá là vui nhá. Nói chung là gắn kết tình anh em của chúng ta như lên này. Đúng rồi, ngồi về đây. Thế còn đứa nào nữa? Đúng rồi đấy. Bây giờ thế này nhá, anh em đã sẵn sàng chưa? Chuẩn bị lên đường này. Rồi, ôi, thế méo nào. Ông kia ống nhiều máu quá. Thế đâm ra bạn ấy có máu anh em ạ, có mỗi tôi không có máu thôi. Đậu xanh, toang 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 toang.